Bác lao công solo với hai anh em song sinh. Ông đứng đấy nhìn anh em tôi thể hiện đây này. Ông có chống đẩy được đẳng cấp như bọn tôi không? Tôi không có cậu ạ. Tôi thì phải hai cậu cưỡi lên lưng thì tôi mới làm được. Ông già này có biết lượng sức mình không đấy? Khéo lại gãy xương. Lực tay tôi mà đấm thì có chỉ có xương các cậu gãy thôi. Tôi không có chuyện gãy được xương đâu. Các cậu yên tâm nhá. Các cậu còn phải tập thêm nhiều đi. Này Lâm ơi, dạy cho ông già này mấy bài tập bắp tay cho to đi. Ui, công nhận là tập kiểu này bắp tay cũng to đấy. Để tôi thử xem nào. Thôi thì tôi bê thử cả cậu luôn này. Tôi bê thử cả cậu này nữa luôn này. Lần sau là tôi bê cả hai cậu đấy nhá. Các cậu lại phải tập thêm rồi.